Hôm nay em nói em đang đôi tay, anh lấy em và dắt em đến nơi chẳng như rằng ngày mai. Anh là một ca sĩ nước ngoài, hát rất là nhiều loại bài hát của Việt Nam á. Tại sao anh chọn là anh phải theo hướng này và bắt đầu hát cái bài Việt Nam đầu tiên anh nghe là bài gì? Một điều anh thích nhất của Việt Nam. Sống ở miền Tây 10 năm về trước thì nó không như bây giờ. Nó không có phát triển được như bây giờ. Lúc đó là rất là ít người nói bằng tiếng Anh được. Nên thành ra là cuộc sống của mình cảm thấy rất là vất vả. Cái gì nó cũng khó. Nhưng mà lúc đó anh có biết nói tiếng Việt hay là chưa? Tiếng Việt của Kyle là đã bắt đầu là khi Kyle tới đây. Cái này là một cái điều rất là thú vị là khi Kyle hát. Là Kyle sẽ hát gần miền Bắc bằng giọng Bắc, đúng rồi. Còn khi nói chuyện là giọng Nam. Giọng Nam. Nếu bây giờ em hỏi anh cái từ nào ở Việt Nam là có ý nghĩa nhất á, bởi vì anh. This one I'm going to ask you in English, okay? How long do you think you can stay in Vietnam? What do you think can make you decide, oh, I don't want to stay here anymore? If there's any advice that you give to like potential visitors or people who are looking to migrate to Vietnam or people who just got a job here and like they don't know what to do, what will be your advice to them? Mà lúc em mẹ em mất thì em bắt đầu suy nghĩ lại về cuộc sống của em. Lúc đó em chỉ có mẹ là em đi du lịch. Lúc đó em cũng đi du lịch bình thường, nhưng mà về là em về rồi em sẽ gặp mẹ, nói chuyện với mẹ và có gì em mua cho mẹ. Thì đó là một điều em cảm thấy rất là vui đối với em. Mà lúc em mất mẹ là em nghĩ là em mất tất cả rồi. Mình vui, mình cảm thấy thú vị và mình đã trưởng thành hơn. Chính vì mình được sinh sống và làm việc ở Việt Nam, tức là nó đã giúp cho mình mở rộng thêm suy nghĩ của mình. This is Afrovia TV. Welcome to my world. Last week, we brought you the first part of our encounter with Mr. Kayu York as he introduced a dish called Bún Mọc and also shared his journey and life in Vietnam. Here is the second and most interesting part of that interview. Enjoy. Có rất nhiều người tò mò về anh á. Có lẽ là mẹ là người Việt Nam hay là ba là người Việt Nam. Đúng rồi. Bây giờ anh trả lời trực tiếp là... Trả lời trực tiếp là Kyle là một người Mỹ 100%. Nhưng ba là đã là người Mỹ và mẹ là người Mỹ. Thì đó là kiểu như là đúng là như vậy. Thực sự là có nhiều người họ nghĩ là mình là con lai. Con lai, đúng rồi. Nhưng mà nhìn cái mặt này là đâu có thấy một miếng lai nào. Không có gì lai đâu. Nó cũng hơi khó vậy đó. Nhưng mà toàn những người cũng nghĩ là em là người, em là con lai, em là người dân tộc. Em trả lời rất là nhiều lần rồi, em không có gì liên quan với người. Bây giờ nhìn thấy cái mặt của em là cũng có thể hơi Tây Nguyên một chút xíu nè. Sóc Trăng á, những người nói là Sóc Trăng. Trời ơi, anh thấy Tây Nguyên à? Tây Nguyên hả? Tây Nguyên em chưa bao giờ đi. Mình là Tây Ninh nè, anh là Tây Nguyên. Tây Ninh, Tây Nguyên. Bạn nghe chưa? Kayo không phải là con lai, Kayo chỉ là một người yêu đất nước của Việt Nam á. Nhưng mà em muốn hỏi anh, lần đầu tiên anh sang Việt Nam và bắt đầu làm việc và sinh sống Việt Nam, lần đầu tiên anh sang Việt Nam là có điều gì đưa anh đến đây? Thì Kayo tham gia vào một cái chương trình tình nguyện của Đại học Princeton, cái đại học nổi tiếng ở bên Mỹ. Thì tổ chức tình nguyện đó là đã tuyển Kayo vào cái chương trình đó để mà dạy học tiếng Anh ở Hậu Giang một năm. Rồi sau đó là có cơ hội để mà gia hạn cái thời hạn á. Thời hạn là họ nói là có thể là thêm một năm. Thì mình đã quyết định, tại vì lúc đó là mình còn trẻ, bây giờ mình già cả rồi, thì lúc đó còn trẻ, còn sức á. thì lúc đó mình gia hạn thêm một năm. Và
Thế là tới chừng một năm rưỡi mình đã sống gắn bó với Hậu Giang và Cần Thơ. Rồi sau đó thì mình đã quyết định là mình sẽ kết thúc chương trình rồi lên Sài Gòn để mà chuẩn bị về. Đó là một cái mùa hè. Mùa hè mình nghĩ là mình sẽ ở lại chơi ở Sài Gòn. Đất Sài Gòn này. Thì sau đó là mình mới biết là kiểu như là mình thấy buồn quá. Do là vì những người bạn của mình họ cũng đã về hết rồi. Mình ở lại một mình cũng đâu biết làm gì đâu. Mình thấy buồn quá, cái xong rồi mình bắt đầu đi hát. Rồi là cái đó thành nghề. Nói chung là đại khái như vậy đó nè. Xúc tích ngắn gọn nhưng mà nhưng mà lúc đó anh có biết nói tiếng Việt hay là chưa? Lúc lên Sài Gòn hả? Tức là tiếng Việt của Kyle là đã bắt đầu là khi Kyle tới đây. Tức là Kyle đã rất là mệt mỏi, phải nói là mệt mỏi. Sống ở miền Tây 10 năm về trước thì nó không như bây giờ. Nó không có phát triển được như bây giờ. Lúc đó là rất là ít người nói bằng tiếng Anh được. Nên thành ra là cuộc sống của mình cảm thấy rất là vất vả. Cái gì nó cũng khó, cái gì nó cũng nhức đầu. Và mình muốn làm gì, mình muốn nói gì mình cũng không làm được, không nói được. Thì mình đã bắt đầu suy nghĩ là thôi chắc là mình phải học tiếng Việt. Nhưng mà lúc đó thì cũng có sách vở thì cũng không có. Rồi cách nào đó mình cũng phải tìm mà không có. Thì mình mới phát hiện ra là nếu như mình giao tiếp với con người thì mình sẽ từ từ biết và từ từ hiểu. Thì lúc đó là mình đã có một cái chiếc iPhone. Lúc đó là Kyle làm cho công ty Apple. Mà Apple thì nó cho lúc đó là nó còn hiện á, Apple còn hiện. nó cho mỗi người một chiếc điện thoại iPhone. Thì mình cái chiếc iPhone đầu đời á, thì mình đã cầm cái điện thoại đó để mà mình thu âm những người nói chuyện xung quanh mình. Với lại là mình đã viết lại từng từ một. Khi mình nghe một ai nào đó nói thì mình sẽ viết lại, xong rồi mình sẽ hỏi cái người đó là có phải là như vậy không? Đúng không? Cái này là cái gì? Đúng rồi, chính xác. Thì sau đó là mình bắt đầu mình có vốn từ nhiều, xong rồi mình lấy mấy cái từ đó mình ghép thành câu, rồi mình ghép những cái câu đó thành câu chuyện, rồi vân 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 vân. Thì mình tự học từng bước một như vậy đó. Không phải là anh học trong trường? Không. Ủa vậy hả? Từ em học cũng vậy. Từ học luôn. Bởi vậy. Ôi trời ơi. Nhưng mà em nghe anh nói chuyện thì em nghe là anh nói giống miền Nam á. Ít người nước ngoài có thể học được giống miền Nam, giống miền Bắc thì dễ học. Nhưng mà giống miền Nam như mình á, em thấy ít người nước ngoài. Ít người rất ít. Và do là vì cái ngữ điệu nó khó. Khó lắm. Nhưng mà miền Bắc thì dễ đọc, dễ nói. Nó dễ hơn, nhưng mà tại vì sát nét hơn. Sát nét hơn, đúng rồi. Từng từ nó nghe nhạc, nó nhạc, xem phim cũng đúng dùng giống Bắc hết đó. Wow, cái này là một cái điều rất là thú vị. Là khi Kyle hát, là Kyle sẽ hát giống miền Bắc đó. Giọng Bắc, đúng rồi. Còn khi nói chuyện là giọng Nam. Giọng Nam. Rất là nhiều người là họ hỏi là cái đó có khó không? Thì mình chỉ nói là nó cũng không có khó. Tại vì cái đó là cái đặc trưng của âm nhạc Việt Nam là là cái giọng chuẩn là hát bằng giọng Bắc. Chỉ trừ khi là mình hát dân ca, một cái bài dân ca nào đó thì nó sẽ là bằng cái giọng đó. Ví dụ như giọng miền Nam hay là giọng miền Trung thì mình sẽ đổi cái giọng của mình đó. Nhưng mà âm nhạc Việt Nam nó thú vị ở chỗ đó. Nhưng mà anh thấy là giọng Bắc dễ hơn học hay là giọng Nam? Dễ nói hơn hay là dễ học hơn? Dễ học hơn. Dễ học hơn. Dễ nói giọng Bắc là dễ học hơn. Do là gì? Cái miệng á của người nước ngoài khi mình nói bằng tiếng Anh hay là mình nói bằng cái tiếng mà từ cái đất nước của mình á, nó sẽ là có những cái âm sắc không có viết, kiểu như là cái ngữ điệu của cái giọng miền Nam, cái đặc trưng của tiếng Anh á. Kiểu như là mình sẽ di chuyển cái cảm của mình nhiều, rồi mình dùng cái miệng cái môi của mình để mà mình nói rõ từng từ, đúng không? Thì nó giống như là ở ngoài Bắc là dễ dễ ra ra, đúng rồi, kiểu như là nó sát nét hơn, nó kiểu như là nghe nó rất là
chính xác. Đúng rồi. Còn... tại vì những người nước ngoài nghĩ là cái Rava thì khó, nhưng mà nếu là dân Bắc thì đọc hết là ra dễ. Phải có cái từ không phải là mắc từ nào hết á. Nhưng mà giống miền Nam thì có một số từ là mình cái chữ đầu tiên mình sẽ bỏ. Ra vô nhà đi, vô nhà đúng không? vui cái đó là mắc cái chữ đầu tiên đó. Nhưng mà nếu là mình Bắc thì mình biết là vui. Mình đi vào đi. Cái đó phải đọc hết cái mấy cái chữ trong từ đó. Nhưng mà miền Nam thì tỉnh thoảng mình sẽ bỏ mấy cái mình sẽ, đầu tiên. Đúng rồi, mình sẽ ví dụ như là chữ V hay là chữ R. Đúng rồi, chữ R. Là có khi là mình sẽ thành dơ hết. Dơ ví dụ như là vui hay là vô, giàu, giàu. Dơ các thứ thì đúng rồi, cái từ nữa. Giàu rất là thú vị á. Đúng rồi, thú vị. Ok, anh ơi, bây giờ anh là một ca sĩ nước ngoài, hát rất là nhiều loại bài hát của Việt Nam á. Tại sao anh chọn là anh phải theo hướng này và bắt đầu hát? Nó cũng không phải là một cái sự lựa chọn của mình á. Tức là khi mình cuộc sống này nó có nhân duyên, mình có duyên á. Thì giống như là lúc mình mới vừa bắt đầu học tiếng Việt thì mình sử dụng âm nhạc như là một cái phương tiện để mà có thể học, để biết rõ hơn về âm nhạc Việt Nam và về ngôn ngữ Việt Nam. Thì mình đã sử dụng âm nhạc đó, thì sau đó là mình bắt đầu có cơ hội để tham gia vào một vài chương trình với vai trò là ca sĩ hát một bài bằng tiếng Việt. Khi xong rồi nó thành cái nghề của mình. Tức là trong cuộc sống này nó có những lúc mà cái nghề nó sẽ chọn mình, chứ không phải là mình chọn cái nghề đó. Thậm chí là cái việc mà trở thành một người của công chúng thì đó không phải là một cái sự lựa chọn. Mà nó đến với mình một cách rất là ngẫu nhiên. Mình không biết là cuộc đời của mình nó sẽ như vậy, nó sẽ thành như vậy. Nhưng mà mình cảm thấy rất là vui khi mình đã có, mình vui, mình cảm thấy thú vị và mình đã trưởng thành hơn chính vì mình được sinh sống và làm việc ở Việt Nam. Tức là nó đã giúp cho mình mở rộng thêm suy nghĩ của mình để mình hiểu được cái cách sống của người châu Á. Tại vì Kyle là người Mỹ, cả đời thì mình chỉ sống ở Mỹ thôi. Mặc dù là Kyle đi rất là nhiều nơi trên thế giới để du lịch, nhưng mà để mà có một cái góc nhìn sâu vào một cái nét, một cái nền văn hóa và một cái đất nước như Việt Nam, thì nó đã giúp cho Kyle rất là nhiều để hiểu chính bản thân mình nhiều hơn. Mà lúc em mẹ em mất thì em bắt đầu suy nghĩ lại về cuộc sống của em. Lúc đó em cũng còn trẻ thì mấy bạn cũng thấy em là em bắt đầu suy nghĩ rất là nhiều. Em không nói chuyện với ai, em không muốn đi làm, em không muốn làm gì nữa. Sau 7 tháng thì mấy bạn em gặp thấy em cũng sống như vậy thì họ bắt đầu lo về em á. Họ ép em á, đi du lịch đi chơi với mẹ bạn đi, mình muốn đi đâu thì nếu không có tiền thì mình sẽ cho tiền đi du lịch đi. Thì sau đó em cũng không muốn đi luôn, tại vì em nghĩ là đi không có vui đâu. Bây giờ em đi xong rồi, bây giờ về thì em về với ai? Về với cái gì? Về với cái gì? Em không có cái gì làm kỹ như em về vui, hay là lúc đó em chỉ có mẹ là em đi du lịch. Lúc đó em cũng đi du lịch bình thường, nhưng mà về là em về với ai? Em về rồi em sẽ gặp mẹ, nói chuyện với mẹ và có gì em mua cho mẹ. Thì đó là một điều em cảm thấy rất là vui đối với em. Mà lúc em mất mẹ là em nghĩ là em mất tất cả rồi. Thì lúc em bắt đầu đi du lịch lại chỉ đi 1-2 tuần và về với mẹ bạn em. Có một lúc là em đi với mẹ bạn là em kêu ô đi Việt Nam chưa, lúc đó mình đang ở Dubai. Là đi Việt Nam chưa, Việt Nam ồ rất là đẹp, Việt Nam là đâu,
chút khi em đến Việt Nam, không biết Việt Nam không là đâu hả? Không? Không biết về Việt Nam. Anh chị lúc em đi học, anh chị đọc sách về chiến thắng Việt Nam á. Cho nên em không biết nhiều về Việt Nam. Tới lúc em đến đây thì wow, em xuống máy bay là sân bay là em thấy rất là nhiều xe máy. Sau một hai tuần em đi du lịch với bé bạn thì em cảm thấy em không thích Việt Nam lắm. Em nghĩ là em không thể sống ở đây được. Cho nên em về. Nhưng mà sau 7 tháng một bạn em là giáo viên tiếng Anh thì hỏi em lại là ủa có cái trung tâm ngôn ngữ đang tìm một người giáo viên, em có thể làm lên thử việc đi. Lên đâu nữa? Việt Nam hay là Philippines? Không, Việt Nam. Em quay lại em nói là ok. Lúc đó em bảo bạn gái em là một hai tháng là em sẽ quay lại. Mà sau đó em bắt đầu dạy tiếng Anh đó. Sau đó em cũng bắt đầu tò mò về những người Việt Nam. Và em bắt đầu ok, làm sao hiểu những người này được. Nói là ồ, chắc em sẽ bắt đầu học tiếng Việt. Mà tiếng Việt là người ta nói là khó học. Em đừng lo, em thôi, em sẽ không bao giờ học được. Ai cũng nói vậy. Đúng rồi. Thì em gặp rất là nhiều người nước ngoài nói là họ cũng đã tốn nhiều tiền ở bên trường mà họ vẫn không học được. Đúng rồi, họ không học được xong rồi họ bỏ học luôn. Họ bỏ học luôn. Chính xác. Nó là lý do họ quên em đừng có hỏi, đừng có học, đừng có lo. Thôi, đừng có lo. Không, em bỏ luôn đi, em đừng có suy nghĩ là em thông minh gì hết đó. Em không có thông minh. Nhưng mà anh rất là bất ngờ tại vì em là một người cái khoảng thời gian của em là ở Sài Gòn không á. Mà cái điều đó nó rất là thú vị vì anh thấy là đúng như mấy người bạn Tây của KO là họ nói là bất kỳ phải học tiếng Việt thực sự. Đi Sài Gòn đi đâu cũng có thể sử dụng tiếng Anh. Mà cái đó đúng. Cái đó không sai. Nhưng mà khi mình biết tiếng Việt mình sẽ hiểu được nhiều hơn về con người và về văn hóa và về những cái mà mình đang tham gia khi mình sống ở đây. Và thậm chí là nó sẽ là giống như là một cái giống như là một cơ hội để mà mình tiếp cận một cái nét văn hóa sâu sắc hơn và hiểu nhiều hơn. Cái điều đó là anh thấy là nó đáng để học thôi, tiếng Việt đáng để học. Lúc em mới sống Việt Nam tại vì công việc chính của em, định hướng của em là diễn viên á, diễn viên chuyên nghiệp. Em cũng là quản lý nhà xuất phim á. Lúc em đến Việt Nam em cũng đi dạy mà em vẫn đang tìm một cái việc đó cho em lấy lại cái đam mê của em á. Lúc đó em không thể làm được tại vì nếu em đi casting hay là cái gì đó người ta sẽ nói thôi không có kịch bản nào hợp với em là vậy vì em là người da màu và đúng rồi da màu hết. Cả KO cũng như vậy, tức là KO cũng đam mê diễn xuất nhưng mà trên thực tế là không có kịch bản hợp, không có ít kịch bản mà KO có tham gia vào một vài chương trình truyền hình và cũng có tham gia vào một vài vai diễn của những người nước ngoài trên phim điện ảnh nhưng mà nó khó thật sự tại vì khó lắm, không có kịch bản. Cho em hỏi anh cái bài Việt Nam đầu tiên anh nghe là bài gì? Cái bài hát bài KO có một cái kỷ niệm rất là đẹp, đó là cái bài hát Riêng Một Góc Trời. Là do là vì ngày xưa là KO có một người bạn phiên dịch viên, anh ta là người giúp KO giao tiếp với những người ở miền Tây. Thì người này tên là anh Thành. Và anh Thành là một người có một cái giọng hát rất là hay. Mà giọng hát kiểu như là bẩm sinh, tức là anh ta chỉ hát tại vì anh ta đam mê và anh ta thích. Cái anh ta dẫn KO đi karaoke hoài mà nhớ mãi. Ông bắt KO hát bài này bài kia bài tiếng Anh nhưng mình không biết bài cái bài đó đâu. Tại vì lâu lắm rồi là mấy cái bài đó là từ 900 hồi đó là ai biết đúng không. Cái mình bắt đầu, mình đã hứa với anh Thành là mình sẽ học bài Riêng Một Góc Trời để song ca với anh ta. Thì chính anh ta là người đã giúp KO đầu tiên để mà hát cái bài đó đầu tiên. Với lại sau khi mình nghe Riêng Một Góc Trời cái bài hát là gì? Riêng Một Góc Trời. Riêng Một Trời. Riêng Một Góc Trời. Oh, yeah. Tên ca sĩ? Like my little corner. My little corner, yeah. Okay. Tên ca sĩ là gì?
ca sĩ nổi tiếng mà hát bài đó là anh Tuấn Ngọc. Tuấn Ngọc là một, phải nói là năm danh ca của Việt Nam. Nhiều người biết và ổng là từ, ổng còn nổi bây giờ nhưng mà đã có một thời mà ổng rất nổi luôn. Thì có một cái giọng hát phải nói là đi vào lòng của người ta khi họ nghe. Wow. Rất là hay. Riêng một góc trời, một bài hát cực kỳ hay. Rồi sau đó là mình nghe một người tên là Siêu Black. Siêu Black là một người Tây Nguyên, là người Ba Na. Người Ba Na. Đó thì nghe một cái giọng hát phải nói là nó rất là hay mà nó mạnh mẽ, nó có cái chất rock ở trong đó. Thì mình đã mê cái giọng hát đó. Rồi sau đó là mình nghe rất là nhiều ca sĩ khác. Tại vì âm nhạc là giống như là cái hay của âm nhạc là đó là cái tiếng phổ biến nhất của thế giới. Tức là âm nhạc là một cái tiếng mà tất cả mọi người có thể hiểu. Cho dù mình không biết, không biết mấy cái từ đó là gì, hay là mình không đâu nói được cái tiếng đó. Khi mình nghe một ai nào đó hát thì mình có thể hiểu được cái giống tâm, như bây giờ cái em trái tim của họ. Em nghe bài hát của bài hát bằng tiếng Nhật hay là tiếng Tây Ban Nha hay là tiếng Hàn Quốc á, em cũng không biết ý nghĩa là gì. Nhưng mà em chỉ thích cái bài đó. Thì em hát theo, có thể cảm được đúng, cái này đúng rồi, đúng rồi. Cái đó là em chỉ đam mê về âm nhạc á. Thì thỉnh thoảng em cũng đã có qua một số bài hát của Việt Nam rồi. Hay quá. Nhưng mà em không biết hát mấy bài của anh đó. Anh ca thì em không dám hát được đâu. Nhưng mà nhạc trẻ em nhạc trẻ. Em hát nhiều. Như có bài nào mà có thể hát một câu được không? Rất là nhiều. Trời ơi, hát một câu. Có cái bài cái bài hôm bữa em cũng quyết định là em sẽ cover bài đó, nhưng mà em chưa có thời gian cover bài đó. Em đã cover bài người hãy quên em đi, hãy quên em đi. Cái đó em cũng đã cover rồi. Ánh nắng của anh em đã cover rồi. Em cũng đã cover cái bài hát của Thắng Hường, đúng rồi đúng thời điểm. Em đã cover cái bài rồi. Đúng rồi đúng thời điểm. Hôm nay em nói em là đôi tay, em lấy em và dắt em đến chân rằng ngày mai. Hay. Chứ là cái bài đó hát rất là hay. Nhưng mà cái bài em nói là em sẽ cover là em thích ca sĩ Mỹ Tâm rất là nhiều. Cái bài theo cũng vậy. Đừng hỏi em vì sao. Đừng hỏi cái em bài, đúng cái rồi. Bài đó không? Có, mà theo cũng có cái bài đó trên mạng. Đừng hỏi em. Anh cover rồi hả? Có cover rồi và dịch sang tiếng Anh. Có gì mai mốt mở. Anh hát. Mai mốt mình phải xong ca cái bài. Ok. Được. Nhưng mà thử đi. Anh hát từ một đoạn. Anh bắt đầu em theo anh. Đừng hỏi anh vì sao. Tình yêu ta u màu. Đừng trách anh vì sao. Giấc mơ thầm lặng. Đừng hỏi anh vì sao. Ngày đôi ta bắt đầu. Một chiếc hôn nồng sau đã đưa ta về đâu. Mình đã yêu nhau thật lâu. Mình hứa với nhau những điều. Anh vẫn không thể được. Cái lời bài hát là quá em quên hết. Nhưng mà em rất thích cái bài đó. Chắc là đó em sẽ cover cái bài đó với anh á. Sau này em sẽ gửi mấy cái bài hát em đã cover rồi và gửi đi. Cho anh coi. Rất là nhiều. Anh chỉnh sửa và anh góp ý cho em ha. Ok. Thành thầy luôn. Em đã có một bài nữa em mỗi cover. Em không là nàng thơ. Anh cũng không là nhạc sĩ. Cũng là nhẹ nhớ giấc. Chứ bất tin ta như bất hại. Tình yêu này màu mơ. Giờ tăng vỡ. Thôi cứ ngủ dài. Bài đó hay. Nhiều người biết. Nhiều người thích. Nhiều bài hát rất là em thích hát. Nhưng mà
bây giờ ít có thời gian, em vừa là giáo viên tiếng Anh nè, em cũng có một công ty xuất nhập khẩu, em xuất nhập khẩu luôn, xuất nhập khẩu. Dạ. Em cũng làm YouTube nữa và cũng làm nhiều chương trình tùm lum hết á. Wow, hay quá. Một người rất là nói chung là bận rộn và có nhiều việc để làm, là chứng tỏ là em là một người rất là tiện năng và có nhiều tài. Dạ. Em làm rất là nhiều việc lắm. Nó là cuối tuần nhưng mà em vẫn đang cái quay mà đang như chương trình nữa. Ok, cái này là lúc nào em ăn bún nào hết đó. Các của em phải cố gắng uống nước lèo như vậy. Ăn thử đi. Ok. Tại sao uống nước lèo? Nước lèo. Hơi mặn. Thấy luôn. Tự nhiên là món nào em ăn là em thấy khá là ngon. Và cái nước lèo nó cũng có mặn lắm. Em sẽ nuốt hết đó. Nhưng mà cái này nó không, cái này thì hơi mặn. Hơi mặn một chút đó. Cho nên em không thể uống hết được. Ok. Bây giờ cái câu cuối cùng của em là, tự nhiên em sẽ hỏi khách, đặc biệt là khách đã sống ở Việt Nam, ở nước ngoài đã sống ở Việt Nam đó là lâu rồi. Là nếu anh phải chọn sống ở một thành phố nào ở Việt Nam là... Cái này khó quá. Nhưng mà chắc là cũng phải nói là Đà Nẵng, thật sự. Đà Nẵng. Theo cũng rất là thích Đà Nẵng, là do là vì Đà Nẵng có tụ hội những cái... nét đẹp về thiên nhiên, giống như là có sông nè, có biển, có núi, rồi nói chung là Thao là một người rất là thích outdoor, đúng không? Sống thế này là nó làm cho cái tâm hồn của mình nó trong lành và mát mẻ, đúng không? Đúng rồi. Khi mình có biển, mình có nước xung quanh, mình có những cái yếu tố bình yên, đúng không? Chính xác, bình yên. Còn ví dụ như là đó vẫn là một thành phố nhưng mà nó không quá đông như là Sài Gòn. Và xung quanh đó thì có rất là nhiều cái để khám phá. Thật ra là mình cực kỳ yêu Đà Nẵng. Nhưng mà nói gì nói là mình vẫn lúc nào cũng suy nghĩ tới Sài Gòn. Tại vì Sài Gòn là cái nơi, một cái thành phố lớn và một cái thành phố mà đặc trưng của Việt Nam. Và bên cạnh đó thì có những cái nét đẹp, những cái món ăn, những con người tụ tập và tụ hội về đây. Sài Gòn là một cái thành phố phải nói là tiến và lúc nào cũng đi về phía trước. Nên thật ra là cả hai thì nhưng mà mình vẫn nghĩ là Đà Nẵng. Nếu như mình có thể chọn, mình sẽ chọn Đà Nẵng. Chọn Đà Nẵng. Ok, cái thứ hai, anh cũng là một người ca sĩ ở đây. Nếu anh phải chọn hai bài hát thôi, hai bài hát yêu thích của anh ở Việt Nam là hai thôi. Hello. Trời, cái đó khó lắm. Cái câu đó nó có nhiều người hỏi Kayo là Kayo thích bài gì nhất. Đó là lý do em cho anh hai lựa chọn, hai cái thôi, hai lựa chọn, hai sự lựa chọn, hai sự chọn đó. Chắc là sẽ chắc là sẽ chọn bài Hello Việt Nam, là do là vì mình đang gắn bó với mình từ trước đến giờ, là chương trình nào cũng hát bài Hello Việt Nam. Mình nghĩ là một cuộc sống mà thiếu cái bài đó là mình không biết mình sẽ làm gì. Hello Việt Nam. Hello Việt Nam với lại bài gì nữa ta? Mình chọn mỗi cái bài đó. Một cái bài đó thôi ạ. Rồi là mấy cái bài kia thì tất cả những bài Kayo chọn đều là một, đều có một lý do của nó. Ok. Giống như là nó giúp cho mình giải tỏa một cái cảm xúc hay là một cái câu chuyện mà nó gắn liền với cuộc đời của mình. Nên thành ra là nó rất là khó để chọn chỉ duy nhất hai bài. Tại vì một con người nó không phải trắng đen nha. Có không? Một con người rất là nhiều màu sắc và nhiều cung bậc cảm xúc. Nên thật ra là từng bài hát của mình á, mình chọn, mình nghĩ là cái bài này nó sẽ là một phần của mình ở trong đó, tức là mình thổi hồn vào cái bài hát đó. Thì nó là những cái từ bên trong để mình đổ vào một bài hát. Giống như là mình có cảm giác đặc biệt về chính xác, nó rất là đặc biệt. Nó giống như là mình đang rút cái trái tim của mình ra.
rồi đó, và cho mọi người nhìn thấy. Mà mình thấy là đó là lý do tại sao mình yêu âm nhạc thật sự. Ok, bây giờ khi anh có hay xem phim không? Có. Ok, phim yêu thích của anh Việt Nam? Phim một, Việt Nam hả? Một. Một cái thôi. Oh, wow. Khao thích hai bộ phim nổi tiếng. Một bộ phim là Đất Phương Nam. Mà họ đang làm lại cái phim đó. Họ đang quay cái phim đó. Ok. Cái đó là một cái phim xưa. Và một cái phim nữa là Cánh Đồng Bất Tận. Ok. Hai cái đó, hai phim đó là nó rất là quay rất là đẹp và rất là hiện đại. Và nói chung là kể hai câu chuyện rất là thú vị. Ok. Cái này mình gọi là quick fire questions, ok? Ok. Thứ ba là nếu bây giờ em hỏi anh có một từ nào, hay là nếu bây giờ em hỏi anh cái từ nào ở Việt Nam là có ý nghĩa nhất á, đối với anh? Ý nghĩa nhất? Ý với nghĩa anh nhất đó, với duyên. Anh. Duyên. Duyên. Okay. Duyên là tất cả những cái gì xoay vòng vào cái chữ duyên. Trên cuộc đời này giống như là hai anh em gặp nhau thì cũng là cái duyên, và tình yêu cũng là cái duyên, đúng không? Thì mình nghĩ là cái chữ đó đối với mình thì nó rất là ý nghĩa, tại vì mình dùng cái chữ đó cho rất là nhiều hoàn cảnh. Ok. Món yêu thích của anh á? Một món yêu thích à? Một món thôi. Bún bò Huế. Bún bò Huế. Good choice. Ok. Một điều anh thích nhất? Ghét nhất? Xả rác ngoài đường. Không thích khi người ta xả rác. Nó làm cho mình tức. Anh thích nhất hay là anh ghét nhất? Ghét nhất. Ghét nhất. Ok. Cái điều nào anh thích nhất á? Thích nhất. Thích nhất là nhiều cái. Nhiều cái. Một cái thôi. Con người Việt Nam. Con người. Ok, trước khi mình kết thúc cái tập hôm nay, sẽ không để anh đi mà anh không nói bằng tiếng Anh á. Ok. Tại vì rất là nhiều người tò mò về anh và sure. Giống như là như em đã nói rồi là người ta nghĩ là anh mang gốc rồi. Yeah, I can you speak English very well. So he speaks English. I can speak English very well. Okay. Number, I was, yeah. Yeah, so this one I'm going to ask you in English, okay? Okay. How long do you think you can stay in Vietnam? And what do you think can make you decide, oh, I don't want to stay here anymore? How long do I think I can stay here? Yeah. I mean, it just depends on how my life goes. But I think everything right now is really going very well. I like my current situation. I like the things that I have here, the people that I know, all that stuff. There's one thing that's missing, and that's that I don't have a family here. Yeah. And much like you, my father passed away just in October. Of last year. Oh my goodness. So sorry. Yeah, I've sort of been going through a really rough time with that, but I do miss my family. Like, I miss my mom, and I have like three nephews. Do they ever visit? They, my brother has visited, but so I've got two brothers and my mom and my stepdad. Yeah. So my two my one brother has visited, and the rest haven't visited yet because most of them are afraid to fly. So that's why. But they know quite a bit, and they've seen pictures and stuff like that, and they follow me, and I talk to them about a lot of things. But how often do you go back? Luckily, I get to do lots of shows in the US. Okay. So I go back pretty regularly. Like, I go probably three times a year, four times a year. Good. Yeah, so it's good. And when I go for about a month. Oh, yeah. Okay. And if I could choose something that would drive me away from Vietnam, I think it would be really hard because so much of your life, my life, it's been a third of my life here. So for me, the way that I feel is, I think that it'd be really hard to find one specific thing that would make me leave. You know what I mean? If there's any advice that you give to like potential visitors or
people who are looking to migrate to Vietnam or people who just got a job here and like they don't know what to do, what would be your advice to them? I would say, you know, if you're coming here for the first time, try to either go with a tour guide or meet a local and have them take you around, because a lot of what is interesting about this city specifically is hidden. Yeah. It's not like, it's not just Nha Tha Duc Ba or like, you know, Yen Dap Lap or, you know, some, like, it's like a lot of different things. Like, down the alleyways. Yeah. The most interesting parts are hidden. Like, they're not the famous places that are usually on all the travel guides and all the things. Yeah. But if you are here, like, what you're saying is to get a travel guide to take you around. Yeah, like, it doesn't have to be a tour. I would never recommend a tour, especially not in 2023. Yeah. But, you know, if you find, like, a tour guide or a person that knows a friend, the landscape. A local friend. Or somebody that has the same interest as you. Like, let's say you like to go to clubs or bars. Yeah. Find somebody that likes to go to clubs or bars or knows a lot about them. Yeah. And do your research. That's probably my recommendation would be to do your research to get the most out of your visit when you come here. Okay. Because there's a lot of resources for people. But what makes it more interesting is when you actually meet somebody and they know kind of, down those alleyways, certain coffee shops or certain things that maybe not be so visible. Yeah. In things like a tour guide, like a guidebook, you know. So I always think that for any kind of travel, but especially here, because the most interesting part of Saigon is hidden, pretty hidden. Yeah. And for people seeking to migrate for work purposes and stuff. Well, the first piece of advice I would give would be to be patient, because I see a lot of people lose their patience very quickly with, you know, things are not going their way. Yeah, things are not going the way that they want it to or whatever. So be patient, be consistent, you know. And my other recommendation would be to, if you're looking to migrate here, be a part of the culture, society. And be respectful. Absolutely, in every possible way, because, so this is a thing that I see from both tourists and people who are living and working here. Sometimes they get expats. Expats. Sometimes they get a little bit like, how can I say this? Too relaxed. A little too comfortable. Too comfortable, because you always have to remember that as a foreigner, you're still, you're still representing your culture and your country. And so what you're doing, you reflects. Know, yeah, it reflects, yeah, basically every person that is in your community. So it's important to be always respectful and remember that this is not your house, this is not your place. Yeah, exactly. It's their house that you're in. So it's kind of like, yes, you can be a part of the culture. Yes, you can be almost Vietnamese, but you will always be a foreigner. And it's important to be respectful and keep yourself in a position where people look up to you and they see you as, and you lead by example, right? Yeah. Everything that you do. So don't yell, don't do things that are, you know, without license. Just try to, exactly. All those little things. Little things. Little things that you can't do in your place. Yeah. Don't do it here. Yeah. That's basically what I usually tell most of my foreign friends. Are like, I understand that you're comfortable. I understand that Vietnamese people are very welcoming, but don't take it for granted. That's right. I would agree with you. And that's my advice for anything in life is don't take anything for granted, especially where you live. You know, the people around you, it's really important to always keep yourself in check and know who you are, be respectful and respect other people as well, always. Wow, that was an explosive way of ending today's episode. And guys, I really want to thank Mr. Kai York for giving us his time to film this episode. It was even on a short notice and he made it a possible for us to film today and to share a very vast experience that you have in Vietnam. And I really appreciate you spending time with us, and hopefully this will impact a lot of younger people that are also learning from us, learning from you, and so many other foreigners who are thinking that Vietnamese is an impossible place to live in, or that Vietnamese language is an impossible language to learn. By speaking in Vietnamese and living in Vietnamese and living in Vietnam, I think it shows to people that this is a very safe place to live in. And there are a lot of opportunities here, both business-wise, work-wise, and relaxation-wise, that you can explore the country without any harassment or anything. I feel comfortable, to be honest. I feel comfortable living here and coming from a black dude.
Yeah, it's very safe. Coming from a black dude, that means a lot. Yeah. You understand what for I mean? Sure, for sure. So it's a very... Sometimes I make videos and share my experiences about Vietnam. People actually think that I get paid by somebody at the government to do all the things that I'm doing. I said, I wish. Yeah, right. I wish I'm getting paid for it. Like the tourism bureau is giving you money exactly, or something. They are giving me money and, you know, I wish they can even pay me like it's like eating food and somebody's paying you to eat food. Yeah. So I'm just sharing my experiences. The bad things that I get to experience once in a while, in all my interviews that I've granted to TV stations and newspapers, I always share my experiences, both negative and positive. Yeah. But the most important thing is that when the positive outweigh the negatives. That's right. I'd like to build on your point. Love is two-sided, right? Two-sided. It's many-sided. Yeah. So when people say, oh, do you love Vietnam? Yeah. Of course. Of course. The good stuff and the bad stuff, right? But there's bad stuff. Yeah, right? Of course. And, so and the fact of the matter is that there's bad stuff anywhere you go because everywhere. We're people and we create society. Mm-hmm. We build what's around us. Exactly. So it's flawed, but there's beauty in that flaw. And exactly. I think there are times where I've said some negative things as well about Vietnam because I live here and sometimes things make me feel uncomfortable, but always, always the positives outweigh the negatives. Outweigh the negatives. And that's just like, you know, somebody that you love or the people around you, your friends, you know, no one's perfect and you don't have to be, but I'm really, really happy that I have a chance to sit with you today, talk to you in Vietnamese, talk to you in English. And actually, it's really great to meet other people like you who like-minded. Love this country. Exactly. Yeah, and you know, that's really, really powerful and really important. And there's so much to love. So, exactly. It's been a great thank you so time much. Thank to you talk so much, to you. Man. Yeah. I appreciate your time. Yeah. Thank you so much, guys, for watching today's episode of Bún Rìa, where we get to try out the very good dish of bún mập. Bún mập, and hopefully we'll get to enjoy more of this dish, and then we'll get to see Mr. Cayo Yoc more often in so many of our other shows. So thank you very much, and as we say on this show, see ya!